hỏi: "Đệ tử muốn cả nhà con dời đến Vạn Phật Thành làm công quả, vậy chừng nào chúng con dọn đến thì mới tốt?" Đáp: "Càng sớm càng tốt." Đệ tử: "Con nghĩ rằng con của con còn 3 tuần nữa mới nghỉ hè, đợi đến lúc đó đi chắc cũng vừa rồi. Đâu ngờ rằng không đầy một tuần lễ sau, đứa con tan học về, băng qua đường, bị xe tông khiến ngất xỉu, phải đưa đến bệnh viện cấp cứu. Việc này làm cho cả nhà con sợ thất kinh. Cũng may là chúng con, dù bị kinh hoàng nhưng đứa con không có nguy hiểm gì, cho nên đứa nhỏ vừa mới xuất viện là chúng con dọn nhà đi ngay, không dám chần chờ thêm nữa." Đệ tử: "Nếu sửa tòa nhà có lò sưởi thành điện thờ Địa Tạng thì phải phá bỏ toàn bộ các đường ống dẫn hơi và lò sưởi thành thử nhà thầu họ đòi tới 100.000 đô lận." Hòa thượng: "Mắc quá, hãy chờ nữa đi." Đệ tử: "Hôm qua trời đổ mưa lớn, nhiều nóc nhà trong thành đều bị dột." Hòa thượng: "Ai bảo quý vị có lậu chi? Lậu cũng có nghĩa là dột." Hòa thượng: "Nếu có thời gian, tụi con hãy đốn cây đại cổ thụ ở phía sau bệnh viện trong Vạn Phật Thành đi." Đệ tử: "Vâng, chúng con biết rồi." Rốt cuộc vì công việc bận rộn nên họ quên chuyện đốn cây. Cách khoảng một tháng sau, bỗng nhiên mưa gió bão bùng, rồi cây đại thụ ngã nhào xuống và phát ra một tiếng ầm, làm lủng một lỗ lớn trên mái nhà bệnh viện. Cũng may là không ai bị thương hết.